Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta đã đi sẽ đi tham gia khám phá cù Hàng Tiền và B-Boy Trix đang mở đường cho anh em chúng ta đi. Đây là một hành động rất là cao cả. Vô đây nè, bự, vô đây nè. Ê, nó cũng tương tự hang cá sấu mày. Đúng rồi đây. Nó rất là giống hang cá sấu. Cũng giống là hang hoa so. Cái này là du lịch ngẫu hứng thôi. Đây đi cái ngẫu hứng thì cái vô trong này. Đó, rồi những dãy núi đá vôi rất là đẹp đó các bạn thấy không? Tại vì nó nằm bên khu này chứ nó nằm bên khu kia không chừng cũng bị khai thác giống như hoa so đó, rồi núi sinh trà đó. Chứ là hang cá sấu hết rồi. Trong này thì nó còn rất là khá là hoang sơ. Khá là hoang sơ. Rồi chúng ta cùng đi cái vòng qua bên kia. Giới thiệu gì đi chuyển đoạn. Đây được khai thác một cách nhẹ nhàng đó là làm những cái nơi mà có thể nhậu được rất là tốt. Đó. Cảnh rất là đẹp. Trong này nó được khai thác nhẹ nhàng. Xong rồi nó ở đây nó làm bậc thang rồi chúng ta đi lên. Có thể đi lên các bạn có thể nghe thấy tiếng xe kêu. Quá đẹp luôn đi ơi. Đẹp quá. Đó giờ chúng ta quay xuống mấy cái chỗ này. Chúng ta có thể thấy được rác quá trình ăn nhậu với bia này kia. Mọi người ăn nhậu đây nhưng mà ăn nhậu thì đẹp đó nhưng mà chưa có ý thức lắm các bạn. Tôi thấy xả rác như vậy là còn hơi yếu. Đúng ra là mình phải lấy mấy cái lon này đem về bán 10.000 một thùng. Lon này cũng có giá trị kinh tế rất là cao. Đúng. Đây là những cái chỗ mà để sánh cho mình nướng nấu đồ. Nướng đồ rất là tiện lợi. Quay qua phía này. Đó. Nhìn sơ thì mấy cái dãy núi này nó hình thành nó kiểu giống như mấy cái núi ở ngoài Hồng Ngạn. Cái cảnh mà chụp lên đó thì có nhiều người cũng lầm đây là cảnh Hồng Ngạn. Những cái vách đá rất là đẹp. Nhưng Hồng Ngạn nhìn chung là nó không có nhiều cây như là những cái dãy đá ở đây. Thank you.
cha. Cho trong đó có đường thông minh kia luôn hả? Ở trong đó rất vui kìa. Ở trong đó đã. Có đường lên không? Dép mới mua nó chạy. Đây không rồi. Đây chính là những cái mình rất hoang vu đây. Chính là ốc. Nhưng mà vỏ thôi. Đó. Đây là nơi mà xưa vua Gia Long trốn. Các bạn nhìn này, rất là đẹp. Thiên nhiên mà rất là đẹp luôn. Vô cùng đẹp. Thôi kể vô bức. Thạch nhũ. Chụp sao thấy được này. Đúng rồi. Cái ngang á, mấy tơ. Trong cái ngang đây hả? Đây là anh Xuân Anh, Facebook tên là anh Nguyễn, anh ấy đang tác nghiệp cho anh Tuấn Giang, Giang Tuấn. A few moments later. Rồi đây là cái nơi mà chúng tôi bắt cầu, chính tôi bắt cầu và bây giờ là chúng tôi qua luôn. Đây cái cầu tự thiết kế để bắt qua sông lên quên ruột ơi. Nói chung một hành trình quá vất vả anh em ơi. Chắc là chuyến sau mình đem đồ ăn vô đây mình đây là một sự cố rất là nhỏ. Giờ tôi bánh nè tôi một gói mì hảo hảo. Hình như là có người ăn rồi. Giờ chúng ta sẽ đi một khúc gian nan khó khăn hơi. Đi qua một số cái rễ cây nước thôi. Đi nước nha các bạn. Qua một chặng đường dài cũng khá dài, hơn một giờ đồng hồ khám phá hang tiền thì được người dân ở đây cho biết thì đây không phải là hang tiền, đây là hang tất cả. Có một sự nhầm lẫn rất là nhưng mà có cái là tôi vô tôi kiếm mà không có con tắc kè nào hết trơn á. Đây là đây, anh nói là đây không phải là hang của hang tiền hang vui mà nói chung là sẽ đến hang tiền. Hang tiền này lần sau thì tôi sẽ đi coi chừng, nếu đợt sau mà không phải hang tiền nữa là nó ra hang con gì nữa đó. Dạ, chúng ta sẽ review hang tiền một lần kế tiếp. Ok, goodbye. Đây là bân gãn. Bân gãn được tên đỏ da lòng. Đây là cây kiếm của vua già lòng. Đây là hậu vệ của vua già lòng. Thượng phương bảo kiếm. Thượng chạm hung quân, hạ chạm định thần. Cái súng này trong tay. Ta cũng